Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin thời sự tổng hợp 24/7 của Quảng Yên TV. Những thông tin mới nhất, chính xác nhất sẽ được chúng tôi tổng hợp và chia sẻ với quý vị trong bản tin ngày hôm nay. Trước khi vào nội dung chương trình, quý vị và các bạn hãy ấn đăng ký, theo dõi và chia sẻ để không bỏ lỡ bản tin nào của chúng tôi. Ngay sau đây xin mời quý vị và các bạn cùng đến với nội dung đáng chú ý ngày hôm nay. Dân gian có câu, mùng 1 Tết cha, mùng 2 Tết mẹ, mùng 3 Tết thầy vẫn được lưu truyền đến tận ngày nay. Vậy câu đó có ý nghĩa như thế nào? Nguồn gốc của câu. Theo nhiều tài liệu nghiên cứu, câu mùng 1 Tết cha, mùng 2 Tết mẹ, mùng 3 Tết thầy ra đời từ khi có nền giáo dục, có chữ viết. Trong lịch sử hàng ngàn năm dựng nước và giữ nước của Việt Nam, chỉ có thể nói thành ngữ này được xếp vào văn hóa dân gian. Đây là nơi chốn ra đời của các tác phẩm đặc thù như truyện cổ tích, ca dao dân ca, tục ngữ, thành ngữ, vốn là những tác phẩm văn học dân gian, phi văn bản, phi tác giả và được lưu truyền bằng hình thức truyền miệng. Có thể nói, quan niệm này đi liền với tư tưởng nho giáo và truyền thống của người Việt. Tư tưởng nho giáo đưa ra ba tư tưởng có triết lý nhân sinh quan trọng nhất là quân, sư, phụ. Quân là vua, sư là thầy, phụ là cha mẹ. Đối với vua phải trung thành, đối với thầy phải kính và đối với cha mẹ phải hiếu. Câu nói mùng 1 Tết cha, mùng 2 Tết mẹ, mùng 3 Tết thầy không chỉ là lịch trình để mọi người đi lại, thăm hỏi nhau trong 3 ngày Tết, mà nó còn là cách người Việt thể hiện truyền thống uống nước nhớ nguồn, tôn sư trọng đạo. Ý nghĩa từng phần trong câu mùng 1 Tết cha nghĩa là gì? Ngày mùng 1 là quan trọng nhất, nhưng trước ngày mùng 1, đêm giao thừa lại là quan trọng hơn cả, nên thời khắc thiêng liêng đó được dành cho lễ gia tiên, cúng ông bà, và lúc đó lễ cúng gia tiên để khởi đầu cho ngày mùng 1 Tết. Theo quan niệm của người Việt từ xưa, cha là đại diện cho họ hàng bên nội. Chính vì vậy, cụm mùng 1 Tết cha có nghĩa là vào ngày mùng 1 Tết, cả gia đình sẽ tập trung bên họ nội để cúng bái tổ tiên, sau đó là chúc Tết ông bà, cha mẹ. Sau khi con cháu chúc Tết và nhận lì xì mừng tuổi đầu năm, cả gia đình sẽ cùng nhau ăn bữa cơm đầu năm, vừa trò chuyện vui vẻ. Cuối cùng, cả gia đình sẽ cùng nhau đi chúc Tết anh em họ hàng thân thiết bên nội, cùng trò chuyện và chúc nhau sức khỏe, năm mới bình an, hạnh phúc. Mùng 2 Tết mẹ nghĩa là gì? Đến ngày mùng 2 Tết, vợ chồng con cái sẽ xuất hành sang chúc Tết bên nhà ngoại, tức là bên mẹ. Đây là lý do người xưa gọi mùng 2 là Tết mẹ. Cũng với những nghi thức tương tự như ngày mùng 1 bên nhà nội, mọi người sẽ có những giây phút quây quần ấm áp bên nhau trong không khí tươi mới, tích cực và phấn khởi của mùa xuân. Đặc biệt, với những nàng dâu lấy chồng xa quê, ít có điều kiện về thăm nhà, đây là cơ hội lý tưởng để sum vầy, hàn huyên với bố mẹ đẻ và thăm hỏi họ hàng, anh em, bạn bè sau cả một thời gian dài không gặp. Mùng 3 Tết thầy nghĩa là gì? Cuối cùng là ngày mùng 3 Tết thầy. Đây là ngày dành cho thầy cô, những người đã nuôi lớn chúng ta qua từng con chữ và những bài học. Ngày Tết thầy được xem như là ngày nhà giáo Việt Nam thời xưa, khi ngày 20 tháng 11 chưa chính thức ra đời, là cơ hội để biết bao thế hệ học trò tỏ lòng biết ơn đến những người đưa đò. Ngoài ra đây cũng là dịp để những người trẻ Việt họp lớp, giao lưu với những người bạn cũ sau một năm dài ít có cơ hội gặp gỡ. Thời lượng của bản tin ngày hôm nay đến đây xin được khép lại. Xin cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Nếu quý vị và các bạn cảm thấy ấn tượng, hãy ấn like và đăng ký để ủng hộ kênh của chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các bản tin tiếp theo. Vũ trụ quanh ta, kênh tin tức mang đến cho quý vị khán giả những thông tin mới nhất, chính xác nhất, phù hợp nhất. Những sự kiện nổi bật của thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh, trong nước và thế giới với góc nhìn đa chiều. Liên tục các bản tin tổng hợp với MC Tuấn Lê được công chiếu từ 20 giờ đến 21 giờ hàng ngày. Nếu thấy thích và là nguồn động viên lớn lao cho những người đọc báo Hổ quý vị, kính mong quý vị hãy đăng ký kênh, cho một nút thích, chia sẻ với cộng đồng và hãy góp ý thật nhiều để kênh ngày càng phát triển và phục vụ quý vị được tốt hơn.